Lotus, Sejina Hajaka và âm mưu với cô ấy để trà sát người chồng nôn của cô, Vkep Uzalang, người chi hung. Khoảng thời gian này, Simon bề ngoài vẫn có quan hệ với cả hai người phụ nữ nói trên nhưng đã trở thành một kẻ nghiện tình dục với khuynh hướng cuồng tín. Khi câu chuyện diễn ra, anh ta cố gắng tàn phá nhiều phụ nữ khác, bao gồm cả người bạn của Hoshizu, tam con chung vợ của anh ta là Pinky, Kaeza Uehara, người chồng mà anh ta định giết khi anh ta ở đó. Cùng lúc đó, Vkepu Song, Vkepu King ZHE, anh trai của Vkepu Gia Lang bị sát hại, lên kế hoạch giết Simon. Simon thấy nó đến nhưng không tính đến việc Vkepu cầu xin sự giúp đỡ của chị dâu cũ Lotus, người mà anh từng có một mối tình đau khổ. Giống như phần trước của nó, phần tiếp theo không bị cấm đoán này của Hồng Kông, một tác phẩm siêu khai thác được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc vào thế kỷ 17 theo Plum Inte Golden Vase, đã đạt được sự nổi tiếng ngay lập tức vì có nhiều hình ảnh bạo lực và tình dục với số lượng dồi dào. Lam Wai Kim đảm nhận vai Simon King. Trong phần trước, King quan hệ tình dục với một nữ tu còn trinh, sau đó lên giường với một người vợ lẽ.